Hello, chào các bạn đến với kênh Hồ Thảo Channel của mình. Hôm nay sẽ là series 5 Minutes Activities, sẽ là những cái hoạt động, những trò chơi trong lớp học tiếng Anh mà chỉ diễn ra trong khoảng 5 phút thôi, nhưng mà vô cùng mới lạ và hào hứng. Ok, let's go. Activity and now. Thì đúng như tên gọi của trò này luôn, thì nội dung của trò này sẽ tập trung vào việc ôn lại cho học sinh về vị trí của tính từ và danh từ. Và cái level của trò này là dành cho những bạn học sinh ở tầm độ tuổi teenager, lớp 8, lớp 9 cho đến khoảng lớp 12 ha. Trò này diễn ra cũng tầm trong khoảng từ 5 đến 7 phút thôi. Thầy cô có thể dùng trò này dùng làm warm up hoặc là icebreaker đều rất là ok ạ. Tất cả những gì thầy cô cần chuẩn bị chỉ là phấn và bảng trắng thôi. Đầu tiên thì thầy cô sẽ yêu cầu học sinh cung cấp cho thầy cô một số cụm danh từ mà có tính từ đứng đầu, ví dụ như là a black cat hoặc là expert doctor. Nếu mà học sinh cung cấp không đủ thì thầy cô có thể bổ sung thêm, chính thầy cô bổ sung thêm vào cái list đó ha. Với mỗi cái từ mà học sinh cung cấp cho thầy cô hoặc là từ mà thầy cô đưa ra thì chúng ta sẽ viết lên bảng, với cái điều kiện là chúng ta sẽ chia thành hai cột, cái cột adjective riêng và cái cột noun riêng, giống như là cái bảng sau đây. Sau đó thầy cô sẽ chia lớp ra thành nhiều nhóm. Sĩ số của mỗi nhóm thì tùy theo cái sĩ số của lớp thầy cô thôi, nhưng mà mình nghĩ khoảng từ 5 đến 6 bạn một nhóm là perfect nhất ha. Rồi ok, tiếp theo thì thầy cô sẽ thông báo với cả lớp là thầy cô sẽ cho cả lớp từ 1 đến 2 phút và các con có nhiệm vụ là viết lại càng nhiều cụm danh từ càng tốt, không nhất thiết là phải theo cái form ban đầu, với dụ black cat không nhất thiết, các con có thể sáng tạo black student chẳng hạn đấy. Thì nhóm nào xong trước thời gian và có nhiều cụm danh từ nhất thì sẽ giành chiến thắng. Và mình sure luôn, sau cái khoảng thời gian quy định thì thầy cô sẽ có khá rất là nhiều cụm danh từ, rất là hài hước luôn. Tiếp theo sẽ là trò Blackboard Bingo. Thì cái trò Bingo này mình nghĩ là đa số thầy cô dạy tiếng Anh, thầy cô nào cũng biết rồi. Nhưng mà cái trò Blackboard Bingo này thì nó sẽ có những cái phần mở rộng ra, nó làm cho cái trò Bingo của mình nó đỡ nhàm chán hơn. Về độ tuổi và level thì mình nghĩ là hầu hết tất cả các bạn mọi độ tuổi, mọi level đều có thể chơi được cái trò này, tại vì nó khá là dễ thực hiện và khá là vui. Tất cả những gì thầy cô cần chuẩn bị chỉ là bảng trắng hoặc là bảng đen, đó là tùy theo cơ sở vật chất ở chỗ thầy cô dạy thôi, và viết hoặc là phấn ha. Đầu tiên thầy cô sẽ viết lên bảng 15 từ. Thì 15 từ này là tùy vào thầy cô, có thể là từ mà thầy cô muốn review cho các con hoặc là từ mà mình vừa mới học và mình muốn ôn lại, thì cái này là tùy theo thầy cô ha. Rồi sau đó thầy cô yêu cầu các con là mỗi bạn sẽ chuẩn bị một tờ giấy nháp và viết xuống 5 từ bất kỳ từ 15 từ trên bảng. Có nghĩa là bạn thích từ nào thì bạn viết xuống từ đấy, và mỗi bạn chỉ có 5 từ thôi. Sau đó thầy cô sẽ thông báo là thầy cô sẽ có 7 lần đọc. Và ở đây chúng ta sẽ có hai cách chơi. Thứ nhất, đối với những lớp level thấp, đối với những lớp nhỏ tuổi thì thầy cô đơn giản là chỉ cần đọc 7 lần 7 từ trên bảng, đọc bất kỳ thôi. Và trong 7 lần đọc đó, bạn nào trúng 5 trên 7 lần của thầy cô thì bạn sẽ nói bingo, là người chiến thắng thôi. Còn cách thứ hai là dành cho những lớp nào mà có level cao hơn xíu thì thầy cô sẽ đọc định nghĩa của từng từ, là chúng ta sẽ mở rộng ra xíu là đọc định nghĩa của từng từ để các con nhận biết định nghĩa này là của từ gì, và cross gạch chéo vào trong cái tờ giấy nháp của mình. Thật ra cái trò bingo này là cái trò mình tâm đắc nhất, bởi vì nó là một cái trò rất là đơn giản, rất là cổ điển đối với giáo viên dạy tiếng Anh của chúng ta. Nếu mà chúng ta có thể mở rộng cái hình thức và cái nội dung của cái trò chơi này ra một xíu thì lúc nào cũng sẽ mang lại cái hiệu quả rất là bất. Trò tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến thầy cô đó là trò Changing Sentences. Thì cái tên của cái trò này cũng đã nói lên được phần nào nội dung của trò chơi này rồi.
trò này thì dành cho các bạn mà tầm từ lớp 6 cho đến lớp 12, những bạn mà đã học ngữ pháp rồi á, đã học qua cấu trúc ngữ pháp rồi thì chơi trò này khá là ổn. Và trò này thì chúng ta dùng để review ngữ pháp cho các bạn rất rất là ok luôn. Mình cũng không cần phải chuẩn bị gì nhiều hết. Tất cả những vật dụng chúng ta cần chỉ là bảng và viết hoặc là phấn thôi ha. Thì cái cách thực hiện như sau. Đầu tiên thì thầy cô sẽ chọn một cái cấu trúc ngữ pháp mà thầy cô muốn review cho học sinh. Ở đây mình sẽ có một cái ví dụ cụ thể luôn, là mình sẽ có một cái câu trực tiếp đổi sang gián tiếp. Câu của mình là She wrote a letter to her sister. Đây, mình sẽ ghi cái câu này lên bảng. Sau đó mình sẽ chia lớp theo từng group. Thì giống như những cái trò trước thì group tầm khoảng từ 5 đến 6 bạn là perfect rồi. Nhưng mà sĩ số của từng group thì nó sẽ tùy theo cái sĩ số của lớp của thầy cô ha. Rồi sau đó mình sẽ cho mỗi group là từ 1 đến 2 phút để các bạn có thể viết lại câu và thay thế cái object là her sister này bằng tất cả những cái object mà các bạn có thể nghĩ ra. Thì sau 1 hoặc là 2 phút khi hết thời gian rồi thì nhóm nào mà có nhiều câu nhất, nhiều câu đúng ngữ pháp nhất thì đó là nhóm chiến thắng. Thì đây là cái cách dành cho những cái lớp mà nằm ở level basic thôi. Còn đối với những level cao hơn thì thầy cô có thể yêu cầu học sinh là viết lại, mình thay đổi cả nội dung cái câu luôn nhưng mà vẫn giữ lại cái cấu trúc. Mình sẽ có ví dụ như là cái câu gốc của mình là She wrote a letter to her sister. Đối với cái level basic thì các bạn chỉ cần thay đổi cái her sister thành một cái object khác, có thể là she wrote a letter to her husband chẳng hạn. Nhưng mà đối với cái level cao hơn thì mình sẽ có ví dụ là các bạn sẽ thay đổi hoàn toàn nội dung của cái câu trên, chẳng hạn như the pilot sent a signal to the airport chẳng hạn ha, vẫn giữ nguyên cấu trúc của câu luôn nhưng mà thay đổi cái nội dung. Thì sau khoảng 1 đến 2 phút sau cái khoảng thời gian thầy cô quy định, nhóm nào mà có nhiều câu đúng cấu trúc nhất thì nhóm đó sẽ là nhóm giành chiến thắng. Theo mình từng áp dụng thì mình nghĩ là cái cách thứ hai nó sẽ thú vị và giúp cho các bạn nhớ cấu trúc hơn.